tượng, dễ nhận biết, chuyên nghiệp. Đó là những đặc điểm hội tụ trong logo mới của trường quốc tế Bắc Mỹ International Schools of North America, SNA. Tinh thần giáo dục nhân bản khai phóng của hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng được diễn tả trọn vẹn ở logo này thông qua sự lựa chọn và bố cục các thành phần, biểu tượng, màu sắc, ngôn từ. Người ta có thể dễ dàng nhận ra thông điệp về chương trình và chất lượng giáo dục Hoa Kỳ thông qua biểu tượng đại bàng và màu sắc chủ đạo. Biểu tượng đại bàng biểu thị cho khát vọng vươn cao, sức mạnh làm chủ bầu trời và sự tự do. Biểu tượng đại bàng ở vị trí cao nhất của logo nói lên tầm mức quan trọng mà SNA dành cho khát vọng của học sinh, đồng thời cũng nói lên ý chí giáo dục con người tự do với sức mạnh của giáo dục như câu châm ngôn: con người làm nên tất cả, giáo dục làm nên con người. Chiếc khiên biểu trưng cho cuộc chiến đấu và sự bảo vệ. Để thực hiện khát vọng, học sinh SNA cần nhiều nỗ lực để chiến thắng. Chữ SNA đặt bên trong nói lên hai ý nghĩa. SNA cung cấp một môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, với chất lượng giáo dục tốt nhất, giúp học sinh có đủ sức mạnh vượt qua mọi trở ngại thách thức để đạt được khát vọng của mình. Vòng nguyệt quế biểu thị cho danh dự và vinh quang, như là phần thưởng dành cho các học sinh SNA sau những nỗ lực bền bỉ suốt chặng đường học tập rèn luyện. Slogan của SNA viết bằng tiếng Latin Luce Gloria, nghĩa là ánh sáng và vinh quang. Những kiến thức, năng lực, phẩm giá mà học sinh giành được với sự trợ giúp của SNA sẽ là ánh sáng dẫn đường đưa cuộc đời các em tới đỉnh vinh quang. Phần chữ International được tao nhẹ bởi ngành lá nguyệt quế và kết thúc dứt khoát cùng dòng chữ đỏ rực rỡ Schools of North America, một lần nữa thể hiện đẳng cấp quốc tế tiêu chuẩn Hoa Kỳ của SNA. Tông màu chủ đạo của logo là ba màu đỏ, trắng và xanh. Ba màu này gợi nhớ đến những màu được dùng trong lá cờ Hoa Kỳ, nhưng cũng là các màu sắc tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự bình yên và thanh khiết trong tâm hồn.